Cô xin chào các bạn, hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau học môn tiếng Việt nhé. Hôm nay chúng ta học chủ đề 34, gửi lời chào lớp 1 và bài 1, bài học cuối năm, tiết 3. Giờ chúng ta sẽ bước qua hoạt động 1 là hoạt động tập viết. Chúng ta chú ý tư thế viết. Khi viết bài, chúng ta phải ngồi đúng tư thế, lưng thẳng, không tì ngực vào sát bàn và cầm bút phải đúng cách để tránh được bệnh cong vẹo cột sống. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ hoa sờ. Các bạn lấy vở tập viết, mở ra trang 28, tô một dòng chữ hoa sờ. Sau đó các bạn viết câu: Xuân qua hè tới, phượng nở đỏ sân trường. Các bạn chú ý độ cao, độ rộng, khoảng cách giữa các con chữ nhé. Và chú ý cuối câu là phải có dấu chấm câu. Tiếp tục các bạn qua trang 29 của vở tập viết và mở sách tiếng Việt trang 143, viết bài buổi học cuối năm. Từ buổi học, nít òa khóc. Các bạn nhớ viết tựa bài từ đường kẻ lùi vào năm ô nhé. Các bạn viết chữ nắng nót và đúng lỗi chính tả. Các bạn cần ngồi đúng tư thế để viết bài. Bây giờ cô trò chúng ta qua phần bài tập nhé. Thay hình ngôi sao bằng chữ sờ hoặc chữ sờ. Các bạn quan sát tranh rồi điền sờ hay sờ nhé. Các bạn đã có đáp án chưa? Bây giờ các bạn cùng so sánh kết quả của mình với đáp án của cô nha. Gọn gàng sạch sẽ. Múa hát say sưa. Xếp sách đẹp. Các bạn có làm đúng không? Bạn nào làm đúng, cô khen các bạn nhé. Tiếp theo, cô có bài tập như sau. Thay hình ngôi sao bằng vần ớ cờ ốc hoặc vần ớ tờ ốc. Các bạn quan sát tranh rồi điền vần ớ cờ ốc hoặc ớ tờ ốc nhé. Các bạn đã có đáp án chưa? Bây giờ các bạn cùng so sánh kết quả của mình với đáp án của cô nhé. Vẽ quả gốc. Đoạt giải nhất. Nhất tạ. Các bạn có làm đúng không? Bạn nào làm đúng, cô tuyên dương các bạn nhé. Các bạn đã mệt chưa? Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau thư giãn nhé. Anh em một nhà, để tình thân quý mến nhau.
Bây giờ cô trò chúng ta sẽ qua tiết 4 của bài bài học cuối năm. Chúng ta sẽ qua phần luyện nói. Nói với bạn về một buổi học em thích theo các gợi ý sau. Em học những môn nào trong buổi học đó? Buổi học đó có gì vui? Các bạn hãy suy nghĩ và có thể nói cho bố mẹ mình nghe nhé. Sau đây là các gợi ý của cô. Mình thích nhất giờ học âm nhạc vì mình được nhún nhảy theo các điệu nhạc. Còn mình thì thích nhất giờ học tiếng Việt vì mình có thể biết thêm nhiều điều qua các bài đọc. Các bạn có làm giống cô không? Bạn nào làm giống, cô khen các bạn nhé. Các em viết vào vở nội dung em vừa nói. Các em có thể viết vào vở tiếng Việt. Chú ý tư thế viết nhé, để tránh cong vẹo cột sống. Các bạn có thể viết như sau: mình thích nhất giờ học âm nhạc vì mình được nhún nhảy theo các điệu nhạc. Qua bài học hôm nay, cô muốn tặng cho các bạn nghe một bài hát, đó là bài hát Chúng Em Là Học Sinh Lớp 1. Bây giờ cô mời các bạn cùng nghe nhé. Có hay không các bạn? Cô chúc các em học thật tốt nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại.